12 mưu kế nổi tiếng thời đại gia các lượng vẫn còn giá trị đến ngày nay. Phần số 2. Thời Tam Quốc phương tranh đã chứng kiến sự xuất hiện của các anh hùng cái thế, những vị quân sư lỗi lạc và những mưu kế làm thay đổi cả bánh xe lịch sử. Sau đây là những mưu kế nổi bật nhất được đời đời truyền tụng như những giai thoại có một không hai trong lịch sử. lão mông khéo dùng kế dối trời qua biển đoạt kinh châu hại quan vũ quan vũ được lưu bị và gia các lượng tin tưởng giao cho trấn thủ ở kinh châu cổ họng huyết mạch nằm trên ngã ba đường giữa ngụy thục và ngô đại đô đốc bên phía đông ngô khi ấy là lã mông đóng quân ở bờ bên kia trường giang thường xuyên nhòm ngó kinh châu nhưng vẫn thường lép vế trước uy vũ của quan vũ năm 219, trăm quan vũ mang đại quân đánh lên phía bắc chinh phạt lãnh thổ Tào Tháo, đại đô đốc Đông Ngô là Lã Mông, cho đây là cơ hội tốt để thu hồi lại Kinh Châu. Tuy nhiên, quan vũ vẫn để lại rất nhiều quân phòng thủ hùng hậu ở đây, khiến cho Lã Mông loay hoay, chưa biết tính kế gì. Lã Mông nghĩ ra một mèo bàn với tôn quyền đưa lục tốn vốn là một thi sinh vô danh lên làm đại đô đốc thay mình, hòng làm quan vũ chủ quan. Lục tốn vừa nhậm chức liền gửi thư hết mực ca ngợi quan vũ, lơ lẽ nhún nhường, nịnh bợ. Quả nhiên quan vũ trúng đòn tâm lý, tỏ ra kinh thường lục tốn và bắt đầu rút dần quân đội từ Kinh Châu điều động lên chiến trường phàn thành đối phó với Tào Tháo. Ngay sau khi nghe tin thì Lã Mông lập tức hành động. Ông cho hóa trang thuyền chiến thành thuyền buôn, quân tinh nhuệ đều mặc áo trắng, đóng giả làm thương nhân, tránh bão nhằm che mắt quân đội Kinh Châu, phòng thủ dày đặc bên sông. Lã mông lại cho người mang gốm sứ, lụa là, vàng bạc, đút lót cho viên tướng trấn giữ để được neo đậu ở lại bến vào lúc đêm khuya, ít phòng bị nhất. Trong khi Quan Vũ vẫn đang bị cầm chân ở Phàn Thành phía Bắc, quân của Lã Mông đã lặng lặng men theo dọc sông Trường Giang đến tận thành Kinh Châu. Lã Mông cho một toán quân tinh nhuệ lên thành bắt sống toàn bộ lính trấn thủ, sau đó thay đồ quân Hán vào quân mình và tiến đến Kinh Châu đòi vào thành. Khi cổng thành hạ xuống, cũng là lúc Kinh Châu thất thủ. Toàn bộ quân đội của Lã Mông đã vượt qua phòng tuyến tuần tra của Quan Vũ mà không hề bị phát hiện đây chính là kế bạch y độ giang tức là áo trắng qua sông kinh điển đã ghi danh lã mông vào sử sách còn quan vũ không thể đánh chiếm được phàn thành phải lui binh về giữa đường nghe tin kinh châu thất thủ kế cùng phải chạy ra mạch thành trên đường quân ngô bày ổ mai phục bắt sống quan vũ rồi xử trạm ông gia cát lượng dùng thuyền cỏ mượn tên khéo lừa Tào Tháo. Năm 208, Tào Tháo điểm 83 vạn quân tiến xuống phía Nam với tham vọng thống nhất Trung Quốc. Quân nước Ngụy rất hùng mạnh, tràn đầy khí thế sau những chiến thắng liên tiếp ở miền Bắc, đặc biệt là sau khi tiêu diệt 70 vạn quân viên thiệu. Khi tiến đến bờ sông Trường Giang, quân Tào cắm trại, hoành hoang, gửi lời thách đấu tới cả Giang Đông, khi ấy đang ở dưới quyền cai trị của Tôn Quyền trước áp lực ngày càng lớn của tào tháo lưu bị và tôn quyền buộc phải kết thành liên minh gia cát lượng quân sư của lưu bị thần hành sang sông đến phối hợp tác chiến cùng với chu du đại đô đốc của đồng ngô tuy nhiên các tướng đồng ngô thường ghen tị với tài năng của gia cát lượng nên nhiều lần bày kế hãm hại ông một lần họ nói rằng để đối phó với quân phương bắc cần 10 vạn mỗi tên trong vòng 10 ngày và yêu cầu Gia Cát Lượng làm giúp. Gia Cát Lượng ung dung nhận lời, lập quân lệnh trạng và hứa chỉ cần 3 ngày là đáp ứng đủ. Gia Cát Lượng dành 2 ngày đầu chuẩn bị trong bí mật. Ông huy động 20 chiếc thuyền và bố trí 30 binh sĩ trên mỗi chiếc thuyền, sau đó xếp quanh nhóm đính thật là các lính giả làm bằng rơm. Vào ngày thứ ba, ông đưa theo người bạn là Lỗ Túc vào dẫn các thuyền tàu vượt sông Trường Giang tiến gần thủy trại quân Tàu. Sương mù dày đặc che phủ lòng sông và các lượng lệnh cho lính của mình hò hét và đánh trống trận, hoảng sợ khi nghe tiếng hò hét và bị che lấp tầm nhìn vì sương mù, quân ngụy bắn tên ồ ạt về phía tiếng động phát ra, tên bắn ra cắm tua tủa vào những lính rơm trên thuyền. khi các lính rơm ở một phía bị gầm đầy mũi tên, dây các lượng cho quay thuyền ngược lại để tiếp tục nhận tên. Cuối cùng, sau khi ước lượng rằng đã lấy đủ 10 vạn mũi tên, Gia Cát Lượng ra lệnh, các thuyền chở tên quay trở về. Các tướng lĩnh nước Ngô ra đón ông trong hổ thẹn. Nhờ kế hoạch hoàn hảo của Gia Cát Lượng, quân đội Thục Ngô có đầy đủ vũ khí để sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Sau đó, trận xích bích diễn ra. 10 vạn mũi tên góp phần quan trọng cho chiến thắng của đội quân phương Nam. Họ đã chặn đứng được sự bành trướng của Tào Tháo và khiến cho thừa tướng nhà Hán phải thua chạy dài với tàn quân ít ỏi. Tư Mã Ý giả ốm lừa được Tào Sản Sau khi đẩy lui được những cuộc tấn công của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý trở về triều đình với tư cách của một công thần. Vua Ngụy là Tào Duệ hết sức tin dùng ông, phong ông đến chức phiêu kỵ đại tướng quân trước khi chết tàu duệ còn giao cho tư mã ý cùng với tàu sản là phụ chính đại thần giúp việc cho con nhỏ của mình là tàu phương khi ấy quyền lực triều nguyện do tư mã ý và tàu sản cùng nắm giữ tuy nhiên bằng những thủ đoạn chính trị tàu sản dần loại bỏ hết thực quyền của tư mã ý thường tự mình đưa ra mọi quyết định mà không cần hỏi ý về danh nghĩa. Tư Mã Ý vẫn là thủ lĩnh đứng đầu quân đội, nhưng vai vế chính trị của ông trong triều đình thì chỉ là hữu danh vô thực. Tào Sản đã nắm hết mọi quyền bính. Năm 247, Tư Mã Ý cáo ốm, xin về quê dưỡng bệnh. Tào Sản vẫn luôn đề phòng ông. tạo sản cử tâm phúc của mình là Lý Thắng nhậm chức thứ sự Kinh Châu. Trên đường đi ghé qua thăm dò thái độ của Tư Mã Ý. Khi Lý Thắng đến nơi, Tư Mã Ý run rẩy lấy tay với áo thì áo rơi tuột xuống đất. Ông lại đưa tay ra hiệu với người hầu, tỏ ý muốn uống nước. Người hầu bưng lên một bát cháo. Tư Mã Ý hấp từng tí một, nước cháu chảy theo khóe miệng tràn cả xuống ngực. Trong thấy cảnh ấy, Lý Thắng mừng khắp khởi trong lòng cho rằng Tư Mã Ý đã là đồ bỏ đi, không còn gì đáng sợ nữa. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Tư Mã Ý còn giả ngây, giả điếc khi ba lần cố tình đọc sai nơi mà Lý Thắng sắp đến nhậm chức. Kinh Châu lại đọc thành Tinh Châu. Tư Mã Ý cũng gọi hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu ra để gửi gắm. Lý Thắng hoàn toàn tin rằng Tư Mã Ý bệnh nặng sắp lìa đời. Sau khi ra về, Lý Thắng vội vã đến thẳng đến nhà của tàu sản thuật lại mọi chuyện tàu sản nghe xong cảm thấy rất khoan khoán từ đó càng không coi tư mã ý ra gì ra sức lộng quyền hơn nữa nhưng đó cũng là lúc tai họa ập xuống đào âu năm 249, Tư Mã Ý quyết định ra tay, lợi dụng lúc tàu sản đang hộ giá hoàng đế Tàu Phương đi thăm mộ tiên đế Tàu Duệ. Tư Mã Ý phát động một cuộc binh biến trong kinh thành. Ông cho đóng tất cả cổng thành Lạc Dương, gửi biểu tâu lên Tàu Phương, sai người đưa thư và tội tàu sản, đề nghị trừng trị. Tàu sản được tin thì hoảng loạn vô cùng. Không biết phải xoay sở ra sao, mưu sĩ là hoàng phạm Thiến kế khuyên tàu sản, mang theo hoàng đế tàu phương chạy sang hứa xương, rồi phát thịt kêu gọi quân binh các nơi đánh từ mã ý nhưng tàu sản cứ ngần ngừ không quyết cả đêm chống kiếm nước mắt ngắn dài cuối cùng thì tàu sản ngây thơ tin theo lời dụ hoàng của từ mã ý hứa sẽ giữ nguyên mọi chức vụ cho tàu sản chẳng thể ngờ sau đó từ mã ý nuốt lời ra lệnh hành quyết tàu sản chu di chính họ vì tội khi quân mưu kế của từ mã ý sau này được người đời truyền nhau với cái tên giả si bất điên tức là giả ngu mà không hề điên. Muốn dụng thành cái đó phải cực kỳ khéo léo, diễn xuất tài tình. Tào sản vô mưu đương nhiên bị cho vào trong. Từ mà ý quả không hổ danh là kỳ phùng địch thủ của gia cát lượng. Tuy tài trí kém lượng, nhưng một đời rèn luyện ở thao trường với trừa tướng đại tài nhà thục hán cũng đủ để từ Mã ý trui rèn được bản lĩnh trí khôn. Và sau này từ mà ý chính là người đặt những viên gạch đầu tiên cho nhà tấn. Thống nhất trung huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào